너 어디로 여행 가고 싶어? cậu muốn đi d 나 오사카 가고 싶어. t ô

nhưng bây giờ ở Osaka đang là mùa đông. 많이 có 것 같아. có lẽ sẽ rất lạnh. 가는 게 좋겠어.

우리 일본어 배울까? được. chúng ta i ế n g n 응. 배우는 게 좋겠어. 으. chúng t cậu muốn đi du lịch ở đâu tớ muốn đi osaka ôi tớ cũng thế chúng ta có thể cùng đi nhưng bây giờ ở osaka đang là mùa đông có lẽ sẽ rất lạnh chúng ta nên đến đó vào mùa hè hãy đi osaka vào mùa hè năm sau nhé được chúng ta có nên học tiếng Nhật không? ừ chúng ta nên học. 나는 재즈를 매우 좋아해. tớ rất thích nhạc jazz. 그럼 너 악기 다룰 줄 알아? vậy cậu có thể chơi nhạc cụ không? guitar chơi 줄 알아? tớ có thể chơi guitar. chúng ta hợp chúa có thể Cậu có thể hòa tấu nhạc ra không 아니 더 많이 연습해야 해. không tớ phải luyện tập thêm nhiều nữa. 너는

tớ muốn học p i a 보지다. 나도 피아노를 배우고 싶어. ngầu quá. tớ cũng m u 근데 피아노 너무 어려워. nhưng piano 우리 열심히 연습할 필요가 있어. chúng ta cần luyện tớ rất thích nhạc gia. Vậy cậu có thể chơi nhạc cụ không? Tớ có thể chơi guitar. Cậu có thể hòa tấu nhạc gia không? Không, tớ phải luyện tập thêm nhiều nữa. Còn cậu, cậu có thể chơi nhạc cụ không? Không, nhưng tớ muốn học piano. Ngầu quá! tớ cũng muốn học piano. Nhưng piano rất khó. Chúng ta cần luyện tập chăm chỉ.